Vami, Vami, Ai Vami, xin Vami, nghe gì Vami, luôn. Vami, Vami, nhảy, nhảy, Ơi nhảy, ơi ơi. nhảy lên cái đường ống đi qua nó dễ hơn chứ đúng không? Ừ, đó, đúng rồi, good. Đậu không? Thì hả con, nghiệp tụ dình môi hả mày. Đó gọi là quả báo nhãn tiền gài người ta đồ. Chết nữa. Sao á? Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox. Trò này trò gì? Trò này tên là Escape Meet Anichon Detention. Thì hiện tại là bây giờ mình với Bami là do là học dốt quá nên là phải học phụ đạo về ban đêm. Đó, nhưng mọi người thấy không, bên ngoài trời nó có thui luôn rồi nè. Đó, nhưng mà cô chưa cho về. Nhưng mà cái trường này á, thì nó lại là có một cái gọi là nói chung là nó rất là hiện đại á, nên là nó không phải giáo viên là con người bình thường đâu, mà là một người máy như thế này đây. Đó, đây là cô John Andy John của mình. Hả, sao nhìn mặt này hết muốn học luôn á, nhìn sợ vãi nồi. Ê Bami, mày bị trách phạt đúng không? Đây nè, con sẽ không làm phiền cô Annie John nữa. Vãi cả làm phiền, cô dạy học mà cô nói học sinh làm phiền. Giống như cái vụ mà trời mưa to quá em không nghe cô giảng lại được không? Cái cô phạt thì nói em, chung cô là nói em làm phiền cô. Thì nói chung là cái từ anh nói là làm phiền hoặc là nói chung là quậy phá, thì nói chung là con sẽ không quậy phá cô Annie John nữa đó, dạng vậy. Mày phạt đúng không? Mày bị phạt đúng không? Mày làm gì cô? Ai làm gì cô đâu, còn mày làm gì cô mà mày bị cô đánh rách quần mà phá thai quần khác kìa bộ. Ý Hãy rồi nha, hãy rồi nha. Thôi bây giờ nói chung là chuyện này nó dài dòng lắm, thì coi đợi vài ngày nữa coi cái tôi đi sửa cái quần kia được không, chứ không sửa được thôi tôi thay quần này luôn. Tôi mới bấm vô cảnh báo trái kìa, bà cô mới xịt điện rồi kìa. Đó, bấm bị chạm mạch rồi. Ôi, thấy cũng tao tội. Tao phạt đâu, tao đi đây. Đúng rồi, thôi đi chứ tự nhiên tự nhiên đang tự đúng rồi, bây giờ buổi tối không chịu đi về thôi. Ủa vậy? Chớp điện. Trời đất ơi, trời tối rồi còn bị mất điện nữa, thôi chứ ai mà chơi lại. Các bạn luyện thi hay là luyện lên cấp á, có bị ở lại học phụ đạo ban đêm không? Hồi xưa ba mươi với ga cũng học phụ đạo ban đêm á. Quay đâu là bờ. Bà khác nữa, bà tím hả? Đâu bà đó? Trời ơi, chết rồi. Chết rồi, mọi người thấy một con rồi, Rồi đi thẳng luôn. Bà em giờ. Bà Mi ơi, mày đâu rồi? Áo đen xe bị nhanh. Chết rồi, cản đường rồi. Xong luôn. Bị cô bắt. Sao sắc rạc vậy? Cô ơi, cô bỏ đi cô ơi, xa cho em đi cô ơi. Mày về chưa? Would you like to buy? No. Rồi tao về đâu nè, lũ đạn cô bắt tao đi đâu mà hồi gặp lại tụi bay rồi. Ai biết đâu. Này này, đi qua đây nè. Tao nghĩ là mỗi người là sẽ thấy một cô riêng đó. Wow, thấy rồi, quay đầu là bơ. Chạy theo tao luôn, nhanh. Chạy khỏi lớp học chi cho bị cô đánh nha trời. Cô màu tím này, cô dám hiểu là cô đậu bả luôn đó, bả bị chạm mạch rồi. Bả đó, bả bị chạm mạch rồi. Ghê quá à. Ui, sắp bây giờ, Bami, cậu thấy cái ven rồi, Ồ, leo, cô cao kìa, cô không chui vô đây được. Ố là lá, cô đâu rồi, cô mất tiêu rồi. Cô mày muốn ơi, ê lên đây đúng rồi, nhảy lên đây. Mày muốn rồi. mày muốn cô cầm cái roi đánh đít mày hả? Không, tao không muốn thay quần giống mày đâu. Khoan, đánh đít nó khác như là làm rách quần chứ ba. Không, thí dụ như cô bình thường á là đánh là sẽ bị bình thường đau đít, còn cô này là có điện mà còn bị chạm nữa, không là quánh vô là rách quần, là cháy rách quần luôn hả? Ghê vậy. Đúng rồi, đó là lý do kia hôm nay nó thay quần nữa các bạn. Nhảy đi Bami, nhảy. Ồ, thanh niên tính bóp kìa. Đó. Mày ra, mày qua luôn rồi để tao nhảy ra. Mày đi, tao đang đợi mày mà thằng điên, tao đang đợi mày đó. Ê, lũ đạn nó không kịp luôn á con điên này. Mơ. Đi. Qua đi đi. Hai bạn ra luôn, hai bạn ra bớt chọc mình nha. Trời ơi. Lần này tao không để mày chôn nữa đâu nha. Ủa ghê à? Thì mày đi chứ tao chôn mày chi nữa. Đó rồi xuống luôn em ơi. Trời đất ơi. Mày hả con? Cú này mày chết rồi bao nó lại con. Ghê quá, quỷ ga ghê quá. Ghê gì ghê, tao có làm gì đâu mà ghê. Uầy. Mà mày nhớ cái này không, mày nhớ không? Nhớ. Cách đây 3-4 năm về trước, Oppy nào cũng có. Giật chứ nó không được mướt vậy đâu bộ. Nhưng mà Oppy nào cũng có nha, thề Oppy nào cũng có. Đúng rồi, Oppy mà phải chui vô lỗ cống mới có nha.
Đi, chỗ này dễ mà, chỗ này qua cái một. Ừ, chỗ này không đắt cái này. Ôi, từ. Wow, ê, ê, này là cái xuống được phòng bóng rổ rồi nè. Có gặp cô xuống đây không mày? Không, không, tao không thấy cô, tao không thấy cô. Hi, hello, lát nào mày... Cái gì? Cái gì? Trời mới vừa nói xong luôn á, con Bi ơi, cái miệng mày thú quắc à. Ủa con, mày cô không xuống hả? Trời đất ơi, cái miệng thú quắc luôn á thời. Ôi, ủa, không sao, tao chạy kịp, tao chạy kịp, trời ơi, hồi đó tao chạy nợ mà. Chết rồi, vô chỗ nào, anh đi lụng bên mới ghê chứ. Cái trời, gì vậy? Bị bắt rồi, lũ đạn nó tức ghê. Bà Bi, mày qua chưa? Cô đang dí sát lít tôi nè. Rồi, tao đi rồi. Cô ơi, đừng dí em. Rồi, tới công chuyện. Rồi, cô vô toilet chung với tao luôn rồi. Rồi, thôi bỏ đi. Thôi, đi cái này là bậy rồi. Đi cái này là bậy rồi. Trời ơi, phải né cô ra chứ. Uầy, ở đây tự nhiên có cái bong bóng của thằng X này không biết làm gì. Wow. Bà Bi, mày xuống chưa? Khi tôi sinh ra tôi bị cô dí ngay sau đất. Có khẽ đến tôi nhưng mà vậy tính ra là Bà Mi á là nó bị cô dí từ lúc mới sanh à. Có nghĩa là mới sanh ra là bị cô y tá dí à. Cái lớn lên một tuổi là bị cô mẫu giáo dí à, rồi xong cái lớn lên chút nữa là bị cô cấp 1 dí. Là tao nhớ tới IT của mày. Thì đó IT chứ đâu nữa. Ghê quá. Thế là ta rình có IT không? Bà mi nhảy lên cái đường ống đi qua nó dễ hơn chứ đúng không? Ừ đó đúng rồi, good. Đậu bảo nhà con nghiệp tụ dình môi hả mày. Đó gọi là quả báo nhãn tiền gài người ta đồ. Ây da, chết nữa. Sao á, quả báo nhãn lòng thiệt chứ. Hai lần. Thôi nói chung là không bao giờ quá cam. Bà bận. Bà bận luôn. Thôi nói chung là không quá tam cứ à, lộn, không quá cứ tam bận. Anh tập trung à, anh không quá cứ tập trung là quá tập trung là à, không quá cứ bốn bận à. Ok, không quá cứ bốn bận, mắt đã tứ rồi còn bốn bận nữa. Đậu vào. Thôi không quá ngủ năm bận. Ok, ngủ năm bận phải, ngủ năm bận quá tự chết nữa đâu mà sáu bận nữa. Lộ đạn nó có cái quần nó bận hoài, hôm nay ra nó vừa bận quần mà nó vừa bận cái gì luôn. Không, cái lúc đó mà chết nữa là không quá lục sáu bận hả? À. Ờ, lục sáu bận các bạn nhớ nha. Ví dụ như quá hai là quá nhị nhị hai bận hả? Còn tam là tam ba bận, tứ là tứ bốn bận. Ừ, hợp lý mà. Ê, nó ghi kìa. Cẩn thận con dịch. Con dịch đâu? À, dịch có gì đâu cẩn thận. Ờ, con dịch dưới đây hả? Ở bên đây có gì mà sao nhảy xuống hết vậy? Ủa con dịch có gì đâu mà sợ ta, ở đây có con dịch, nó dịch dễ thương mà. Ờ dịch dễ thương, ví dụ nó có điện mà nó còn nhít nước nó giật điện mày dễ thương không? Ừ ha, cũng đúng nha. Đó, tao mới thấy có người chết, tao mới thấy có người chết. À, hết dễ thương rồi, hết dễ thương rồi, hết dễ thương rồi. Chạy. Ôi, con dịch dễ thương, con gà kìa, ủa sao con gà đi sát con dịch vậy mày? Chạy thôi. Đâu có, bên mày thấy một con dịch, bên tao thấy một con dịch mà. Dịch. Chạy thôi, là đi rồi. Cái gì? Tao vô rồi, tao quay ra, tao dòm nó, tao đứng xa nó 3 mét mà tao vẫn chết là sao? Biết sao không? Cái đó gọi là ngựa đấy. Ngựa à, bà đấy. Chị không biết à. Dịch ơi, dịch là tôi không thương dịch đâu. Dịch ba mi nó ngựa. Thì dịch đi chỗ khác đi. Tôi đi nên đường chết dịch, rồi. Tôi không có nhìn dịch đâu. Quẹo vô đây đi, thẳng không được nhìn lại. Vô. Đi đi, không được nhìn lại. Bỏ cái thứ, bỏ cái tính ngựa ngựa đi nha mẹ. Cũng không được quay đầu lại. Bỏ cái tính ngựa ngựa đi nha mẹ. Mày ngựa lắm luôn á. Ê! Ngựa cái thằng mà ôi! Ngủ năm bận ba. Cũng mày coi chưa lên cái lục. Rồi chết. Giờ mày mấy bận, mày bận bao nhiêu lần? Để tao nói, tao coi, tao canh cho. Quá nhị hai bận. Quá nhị hai bận đúng không? Rồi ok. Cắm vô cái đầu. Lơ. Ra ngoài. Lên! Trời ơi! Trời ơi! Không quá nhị liền nha! Có lên! Uầy! Vô lại! Ủa đi! Sao hồi vô lại lớp học là sao kỳ vậy? Tại nãy đi đường vòng hả ta? Ừ! Đi đường vòng! Không! Đi đường tắt là đi đường tắt á! Mà đường tắt nó dài hơn đường vòng chút! Mày bậy rồi! Tụi mình đang đi đường tắt mà đường tắt nó dài hơn đường chín mấy chục cây à! À đó! À đúng rồi! Đường đó đường tắt nó dài hơn đường vòng! Má tao thuộc luôn từng câu! Ơi! Gì ghê! Mới đi có bảy gấu á! Cái này bảy gấu á! Bảy gấu á! Ừ, bảy gấu đó. Đụng phát là nó cắt chừng bảy người. Bảy người, bảy học sinh. Trời ơi trời, thương dữ. Đó, một đứa. Một đứa.
nát cái gì đây? Ôi, lớp học nghệ thuật mà nó viết bằng máu, nó chỉ chỏ vô trong này nè, ghê không? Này xịt sơn á ba, xịt sơn á má. À xịt sơn hả? Ờ ok. Tránh ê khoan nó kêu tránh gì kìa, tránh gì tránh. À cái con này tao có con nè. À nó trong mi mít có nè. Ôi má mày. Cái gì? Tao đi xa lắc xa lơ đứng kế bên nó cũng ôm tao cho được, cái thiệt tình á. Cũng may đó, chứ không là tôi chết rồi. À. May cho mày mày. Tao qua rồi nè mày, mày chết nữa nè. Của ba mi cũng lắm là phải là quá. Ê, ủa, không chết hả? Ra bức tranh của con gì kia ra. À, thấy rồi, con thấy, còn nó có thấy quả gì? Con đó trong elevator, scary elevator thiếu gì? Hello. Rồi, có biết phòng này phòng gì luôn? Phòng này là phòng rửa ảnh nè. Phòng rửa tranh các bạn. Rửa ảnh ba, ai kêu rửa tranh bao giờ? À, cái gì ta gọi là chụp hình bằng phim á, sau đó các bạn vô ba mi ơi người ta kêu rửa ảnh không kêu rửa tranh, thì tao nói rửa tranh xong tao nói lộn lại rửa ảnh, nó mày không nghe cái câu nó lại của tao hả? Không nghe. Ai cái gì mày hả con, mày hả đi tao đi xuống đây rồi đi mày hả con, trời ba cái đồ quỷ làm khó đấy. Sao làm khó được tao, trời ơi. Nãy giờ ba mi ba mi ba mi nhảy mày đứng lên cái cửa kính đó thử đi ba mi, đứng lên cửa kính đó đi. Thôi đứng thử lên đi thử đi nó họ tao nặng lắm, tao hôm qua tao mới chơi kính người lực với kính thường xong giờ theo như thuyết đó đó xuống chợ tao nhìn là tao biết ngay mà theo như ủa leo lên này đúng không? Ủa đi đâu vậy, đi đâu bây giờ, đi đâu nhảy thử tao coi ra mà nhảy thử tao coi cái này kính cường lực á, tin tao đi. Không cao nhảy rồi, hồi nãy con mới bị rớt xuống dưới sao hay quá. Nên không cần phải phải dụ dỗ nữa đâu. Thằng ga nó ăn nó dụ dỗ mình hoài các bạn. À nè, cafeteria nữa nè. À, thì ra là quán cà phê. Tại căng tin. Ờ, à, căng tin lộn. Căng cái căng tin mà nó có mấy cái bàn mà nó có cả, mấy cái có gà đầu bếp. Các bạn có gà đầu bếp. Ôi, ông đầu bếp kinh khủng mà mọi người có con ông. Mọi người là con ông nha các bạn, chứ không ai là có riêng ông đâu. Ghê quá. Mở cửa. Ủa không phải đường đó. Chết rồi, đi đường nào. Chưa kịp các bạn. Đây xin review cho các bạn xem. Gì vui với người ba? Bị chết vui. Ủa là chết rồi hả? Ừ. Chết. Tưởng mà chui tới nơi chứ lụ đạn. Ai biết đâu. Để lẹ lên tới hồ bơi là bồ. Để coi xíu cái này bị dí thì bà luôn nè. Nhanh ơi tới hồ bơi nè bạn ơi. Cự mày cứ đứng đó đi, ở đây bị gì? Cố lên nào anh em. Nhưng mà cố có cách nào để chạy nhanh hơn một chút không trời? Cố lên anh em ơi. Gà nó nãy giờ nó bị ông đầu bếp ổng xào mấy mấy bận luôn rồi. Mới nhị à. Là nhị nè. Ừ. Không, lần này tao win cho mày coi, lần này coi sẽ trốn được ổng. Cái gì vậy trời ơi là trời. Rồi, quá tàm ba bận. Năm bận rồi phải không? À mày nhảy lên cái bàn, nó dắp cái bàn nó đi chậm. Không có đâu, nó dí không sáng đến luôn nè bá. Rồi kia vẫn còn bị dí. Kia bị xào lăn rồi. Xào gì mẹ? À nó qua rồi. Ăn cái con xào hoài. Hả bạn? Gì? Nãy giờ bạn mười mấy bận rồi. Quá tứ bốn bận. Quá tứ bốn bận. Ừ. Vãi rồi. Các bạn nhớ nha, mai mốt mà ai nói về cái vụ gì quá tam ba bận á, mà các bạn mà bị chết nữa là các bạn cứ quá tứ bốn bận, quá ngủ năm bận, là quá ngủ lục, quá lục sáu bận đó, là các bạn cứ nói lên là tới 10 bận, mấy chục bận, cả trăm bận cũng không ai nói gì các bạn. Đúng không? Đâu ai. Ủa sao anh này chạy nhanh vậy? Ơ kìa. Ủa đi đường nào? À tới hồ bơi rồi. Ủa không đi bơi hết kìa. Và sau đây chúng tôi sẽ đường này. Bơi 100m, tuy ngoài đời anh không biết bơi nhưng trong game anh bơi như một cái máy. Cái cầu thang tưởng leo lên được, ai vậy cầu thang? Anh ấy đang bơi sải các bạn ạ. Ui xôi xôi, anh ấy bơi rất là nhiệt tình. Đó, sau đó anh ấy bơi, bơi này được luôn rồi. Đó, bơi tiếp ràng trước. Đó, hay ghê chưa? Ủa mày bơi sải, tao bơi cái gì vậy? Rất là chuyên nghiệp và đã bơi đích. Rồi, hay quá. Rồi, đi nè ba. Tôi tự sướng tinh thần được qua xong rồi chứ ngoài đời tôi không biết bơi. Vậy rồi. Cái gì đây? Go to the bus. À, đi lên xe về nhà, Ai mày lên xe có quá giật không mày, hay là chiếc xe biến hình quá giật không? Bỏ đi, tao thấy bả rồi đó. Tao tính chơi lọt cò rồi đó mà tao thấy bả rồi. Con Vinh nữa hả? Rồi tới công chuyện. Cái gì vậy? Rồi, sắc rạc ơi, sắc rạc rồi, hôm mấy con Vinh với cô quýnh lộn đi, cho em đi đi. Ok. Cái gì vậy? Cho em lên xe buýt.
tại sao bên con theo ông không lên á? Ai ông đầu bếp của tôi? Sao có vụ con ông đầu? Trời ơi, tao không nghĩ là có ông đầu bếp luôn á. Ai vậy ba người hợp sức lại? Bắt ra lên sẽ bắt luôn hả? Rồi tới công chuyện rồi. Trời, tao biết giờ tao lên xe là ngon rồi. Trời ơi, tưởng tao đi đường vòng mà thiệt tình. Ai kêu mày ngựa? Ai rồi, tao thấy là tao thấy. Ủa, xe buýt lên hướng nào vậy? Xe buýt lên hướng nào? Xe buýt lên hướng nào? Hi, ơi, yeah. Hi, trời đất ơi, đụng con vịt. Quên easy không? Thôi. Ờ, hay lắm, mấy đứa lên xe rồi nó hay easy lắm. Hey, ê, nhưng mà xe buýt với con vịt xấu xí. Nhưng mà xe buýt con chạy hơi kỳ, xe buýt con chạy hơi kỳ, xe buýt con chạy theo kiểu là hai bánh trước, hai bánh sau nó nhổng lên trên trời. Hơi kỳ, chạy hơi kỳ. Chạy bất ba. Tao cũng biết nó chạy cái gì nữa. Ủa mà xe nhà mình nó xa dữ rồi ta. Ủa. Ơi. Ủa xe bay luôn rồi nè ba. Bobby. Xe buýt biến thành xe bay luôn rồi nè. Xe gì? Xe buýt biến thành xe bay. Xe bay hả? Ừ, xe bay á, xe bay á. Ừ. Trời, xe wow. Hay bà cô ơi. Nếu thầy bà cô dí hoài, lên xe cái nha. Ủa nãy giờ mình chưa về luôn hả ba? Liêu liêu, liêu 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 ba. Ủa ba mi quá mấy bận rồi. Quá ta một nồi bận. Bye bye nha. Bye bye con vịt với bà cô với lại ông đầu bếp nha. Ba ở lại vui vẻ em đi đây. Đuổi ra nó quằn lại kìa bạn. Thôi. Ủa nha, mày sao mày không nha. Đi xe? Ủa bóp bánh xe rồi, chổng xe của tao rồi, lũ đạn nào làm vậy? Tao chứ ai. Vãi nồi lật bánh xe luôn các bạn. Lũ đạn các bạn có thấy ai đi cái xe mà xi nhà bao giờ chưa? Thôi nha, không phá nha, để bạn đi nha. Lũ này nó phá xe tôi kìa mọi người. Bãi bãi bãi, đừng phá nào, để bố về nào. Rồi, nhõng đầu bắt đầu luôn rồi, trời lũ đảng nó đi trên không rồi mọi người. Ờ, tôi tức ghê. Các bạn chi, trời ơi. Vãi rồi. Rồi, ok, dừng clip luôn. Bye bye mày nha. Rồi, bye bye mọi người nha. Nếu mọi người thích video này, nhớ để lại cho Ba Mi với Kia một like, một share và nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.